tài xế và hành khách nhảy khỏi xe lúc rơi xuống vực 30 m ở Lạng Sơn. Trong lúc xe khách rơi xuống vực sâu 30 m, cả tài xế và hành khách đi xe ở Lạng Sơn đã kịp thời nhảy khỏi xe thoát nạn trong gang tấc. Khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 3 tại km 172 950, quốc lộ 279, thuộc đèo Lăn, Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông khá hi hữu. Theo đó, ô tô 16 chỗ biển kiểm sát 29B05125 Đi hướng Văn Quan Chi Lăng đã mất lái, rơi xuống vực cao khoảng 30m. Thời điểm này trên xe có một lái xe và một hành khách. Rất may lái xe và hành khách trên đã kịp thời nhảy khỏi xe nên tài xế chỉ bị xây xước phần mềm, ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do trời mưa, xe mất lái, đường trơn trượt dẫn đến việc mất lái tự rơi xuống vực. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Văn Quan đã khám nghiệm hiện trường, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế điều khiển chiếc xe không vi phạm nồng độ cồn.